Thực tế thì nhiều bạn cũng hỏi mình là làm sao để whistle, thì mình cũng không biết phải nói làm sao nữa. Đại khái là hạ miệng ra rồi cố gắng rặn. Bạn rặn không được thì bạn rặn lại, bạn rặn tới khi nào được thì thôi, giống như là nhưng mà đôi khi thì nó cũng sẽ bể vô trong headphone, giống như là cho nên nếu như mà thật sự là bạn cảm thấy mà push quá nhiều mà cảm thấy bị rát ở cổ thì nên dừng lại, còn nếu như thật sự là vẫn còn cảm thấy thoải mái thì tiếp tục. Mình không biết là phải hướng dẫn như thế nào cho thật sự là cụ thể, bởi vì cái này thì mình cũng vô tình làm ra, nhưng mà mình không chắc là cái này của mình nó đúng là theo cái kiểu whistle của Mariah Carey hay là Whitney Houston hay làm. Đại khái là mình có thể kiểm soát nó được trong một mức độ chừng mực, nhưng mà có những ngày thì mình có thể mở miệng ra và mình làm ngay, nhưng mà có những ngày thì mình không thể làm được, mình cũng không hiểu là tại sao. Giống như hiện tại bây giờ thì có khi mình làm được, có khi mình làm cũng không được. Đại khái là hoặc là nếu như mà bạn càng thả lỏng thì cái whistle bạn càng sẽ càng thoáng, còn nếu mà bạn cố gắng rặn nó quá, push nó quá cao thì nó sẽ cảm giác như là nó sẽ cao hơn nhưng mà nghe rất là chát. Cho nên nếu như mà bạn có thể cân bằng được thì nó sẽ hay hơn.